Chào mừng các bạn đã đến với số thứ 2 của tạp chí giày The Five Monkey. Và ở số lần này chúng ta tiếp tục sẽ chia sẻ những tin tức mới nhất về thế giới giày dép từ trang đường phố ở cả Việt Nam và toàn thế giới. Hãy cùng bắt đầu ngay bây giờ nhé. Tiếp nối đôi giày Big Red Boot của MSCHF lấy cảm hứng từ bộ phim Astro Boy, thì một đôi giày khác lấy cảm hứng từ game Mario chuẩn bị cũng được ra mắt. Đây là đôi giày được Nintendo hợp tác với Red Wings để tạo ra một phiên bản giống nhất với đôi giày của thợ sở ống nước Mario, mang tính rất biểu tượng. Và các bạn có thể thấy cái vẻ bề ngoài của nó trông như kiểu một đôi giày búp bê hay là một đôi giày cho trẻ con vậy, với vẻ ngoài hoàn toàn bằng da và cái màu nâu rất là mượt mắt. Hiện tại thì đây mới chỉ là những hình ảnh mô phỏng, nhưng nếu như đôi giày này thực sự được ra mắt thì mình nghĩ rằng nó cũng sẽ rất là hài bít. Adidas dự đoán sẽ phải nhận khoản lỗ hoạt động hơn 700 triệu đô vào năm 2023 này. Đây là lần đầu tiên mà họ bị lỗ trong suốt 31 năm vừa qua. Lý do chính là vì cái sự chia ly của Adidas và Kanye West, khiến cho hàng trăm ngàn những đôi Yeezy, một trong những dòng giày đang thành công nhất của Adidas, hiện tại họ không thể bán nó và đang bị tồn ở trong kho. Và Adidas cũng chưa biết làm thế nào với nó cả, không thể phá hủy mà cũng không thể bán. Và lựa chọn của họ là gì? Họ vẫn đang cân nhắc. Và có lẽ Adidas sẽ cần phải có những bước đi mới để có thể giải quyết được vấn đề này. Và không loại trừ khả năng Adidas sẽ lại ký một hợp đồng nào đó nho nhỏ với Kanye để có thể giải quyết nốt chỗ giày Yeezy còn lại. Đối với những bạn nào tò mò về câu chuyện giữa Adidas và Kanye West thì chúng mình đã có một vài video tổng hợp về những cái vấn đề đó rồi. Các bạn có thể bấm vào đường link đang được để dưới phần mô tả nhé. Nike Air Jordan sẽ cho tái phát hành tới 19 đôi giày trong mùa hè 2023 này. Đây sẽ là những đôi giày từ khắp các phiên bản từ Air Jordan 1 cho đến tận Air Jordan 14 và sẽ được phát hành ở cả store và online từ tháng 4 cho đến tháng 6 mùa hè năm nay. Và mình nghĩ rằng trong số này thì đều là những phối màu cực kỳ là cháy và thú vị. Chúng ta hãy cùng điểm qua một vài cái tên nhé. Adidas E3 chuẩn bị cho ra mắt phiên bản mới có mức giá lên tới 600 đô. Và đây là một phiên bản cực kỳ thú vị khi phần đế giữa của đôi giày, hay còn gọi là midsole, có thể thay đổi những bộ đệm khác nhau. Có hai lựa chọn cho người dùng, đó là bộ đệm Lightstrike và Boost. Và cả hai bộ đệm này đều được đi kèm với mỗi đôi giày. Và đây hứa hẹn sẽ tạo ra một trải nghiệm rất thú vị dành cho những người sở hữu nó. Adidas E3 thì không còn là thiết kế gì đó quá xa lạ với mọi người nữa rồi. Nhưng ở lần ra mắt này thì nó cũng không khiến mình khỏi cái sự trầm trồ, bởi vì cái sự phá cách và quá đặc biệt. Các bạn hãy nhìn vào đôi giày này mà xem, một cái nét độc đáo rất Nhật Bản được toát lên từ nó. Và rõ ràng đây không phải là một đôi giày dành cho tất cả mọi người, bởi vì nhìn nó không hề dễ đi một tí nào cả. Tuy nhiên thì với bất cứ ai hứng thú thì đôi giày này sẽ có giá retail là 600 đô và được phát hành từ ngày 9 tháng 3 rồi, nên bây giờ các bạn có thể đặt mua ngay được rồi nhá. Reebok là một hãng sneaker mà chúng ta vẫn thấy rất quen thuộc với hàng tá những đôi giày retro đẹp đẽ của họ, và thêm vào đó là những đôi giày phục vụ cho thể thao chuyên nghiệp nữa. Tuy nhiên thì hãng này cũng có những dòng giày thời trang cực kỳ là thú vị, ví dụ như là dòng Vinic Mock. Và mới đây Reebok đã cộng tác với hãng East London 194 để thêm lông ngựa vào cái đôi giày này và khiến cho nó có bức vẻ ngoài cực kỳ là bóng bẩy, thú vị và không kém phần bụi bặm. Và đây sẽ là một đôi giày rất là phù hợp cho mùa đông. Tuy nhiên thì mùa đông nó cũng gần trôi qua mất rồi. Nhưng nếu các bạn thấy hứng thú thì có thể mua nó về để tích lại mùa đông năm sau chúng ta đi, hay những bạn nào ở trong miền Nam thì có thể sử dụng để đi Đà Lạt nhé. Puma nhã hàng một bảng collab với nữ ca sĩ Rihanna, một người cực kỳ nổi tiếng với những ca khúc như là Umbrella, Only Girl, Diamonds hay là Take a Bow. Và đây sẽ là những sản phẩm nằm trong Fenty line của Puma. Hiện tại thì họ mới chỉ nhã hàng một dòng chữ là Six-Pack như thế này thôi, và chúng ta vẫn chưa biết được nó sẽ trông như thế nào. Hãy cùng chờ đợi thêm nhé. Nike Air Force One ra mắt một phối màu cực kỳ là bóng chày là Jackie Robinson để vinh danh chính Jackie, một cố cầu thủ bóng chày rất nổi tiếng ở bên Mỹ. Đây là một phối màu với sự kết hợp giữa màu trắng, màu cam, màu xanh dương và một chút màu xám và đỏ nữa. Trông nó cực kỳ cháy và đặc biệt. Mình rất mong chờ đôi giày này và hy vọng là sẽ được cầm nó trên tay để mà review các bạn nhé. Ở cuối video này thì sẽ là một chút tin tức về thế giới sneaker Việt Nam, không có gì nhiều cả. Vào ngày 26 tháng 3 sắp tới thì hôm nay băng gì đã nhá hàng là sẽ tổ chức ngày Air Max Day tại Hà Nội. Nên các bạn hãy đón chờ thêm những thông tin mới về ngày hội này để sắp xếp thời gian và tham gia nhé. Reebok tiếp tục cho ra mắt thử nghiệm một đôi giày thể thao mới của họ, đó là Player One, một đôi giày lấy phong cách dead shoe, và giá thử nghiệm hiện tại vẫn đang khá là tốt, chỉ là hơn 700 ngàn mà thôi. Đôi giày này sẽ có 3 phối màu, và nếu các bạn cảm thấy hứng thú thì có thể góp cho mình một đôi nhá.
Và đó là tất cả những tin tức mà The Five Monkey muốn đem lại cho các bạn ở trong số thứ hai của tạp chí giày này. Nếu các bạn muốn chúng mình đưa thêm bất cứ một tin tức nào thì hãy comment xuống bên dưới, và nếu như có bất cứ một góp ý, một lời động viên hay là một điều gì muốn comment thì cũng hãy comment xuống bên dưới nhé. Chúng mình sẽ cố gắng đọc hết tất cả và trả lời các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi lắng nghe video này, và xin chào, hẹn gặp lại trong những số tạp chí giày tiếp theo. Xin cảm ơn.